Ngay từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên đã có mặt tại khu vực thi để hỗ trợ hướng dẫn các thí sinh thực hiện các bước phòng dịch như sát khuẩn, đo thân nhiệt hay nhắc nhở thí sinh đeo khẩu trang trước khi bước vào cổng trường. Và khi tiếng trống báo hiệu kết thúc môn thi, các đoàn viên thanh niên lại cùng với các tình nguyện viên của Hội Chữ Thập Đỏ, các đơn vị tài trợ và các nhà hảo tâm đem những suất cơm miễn phí phục vụ các thí sinh có nhu cầu ăn ngay tại nhà ăn của trường. Bữa ăn đầy đủ, ngon và rất là đầy đủ chất dinh dưỡng ạ. Còn về em cảm thấy đó là cô chú rất là nhiệt tình, tận tụy và chăm sóc của chúng em, quan tâm chúng em. Đến với bữa ăn chúng em rất cảm ơn cô chú ạ. Em cảm thấy là chúng em có được sự trợ giúp từ gia đình, từ giáo viên, nhà trường, từ các cô, các chú trong tổ phụ cấp về thức ăn, bữa ăn. Em cảm thấy có một thêm một nguồn động lực rất là to lớn và dồi dào để giúp chúng em có thể hoàn thành tốt kỳ thi này. Để có được các suất ăn miễn phí, các nhóm tình nguyện đã vận động kêu gọi các đơn vị tài trợ trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí. Sau đó, các tình nguyện viên đã tự tay chế biến các suất ăn cho các thí sinh. Khẩu phần ăn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Tôi thay mặt đại diện cho công ty trách nhiệm HC Hà Nội và tập thể lớp A Lá của Hà Nội Hải Phòng là lên tiếp sức mùa thi cho trường dân tộc nội trú và trường Bình Yên. Chúng tôi rất là cẩn thận trong cái việc mà để làm những khâu chế biến. Chúng tôi đã kiểm tra từng món ăn một để đảm bảo cho nó là vệ sinh thực phẩm, an toàn thực phẩm là 275 suất và Chữ Thập Đỏ là 300 chai nước để gọi là cũng góp phần nào để động viên các em trong cái mùa thi đạt kết quả cao. Bên suất cơm đầy ý nghĩa và lời động viên kịp thời của các tình nguyện viên như tiếp thêm động lực cho các em tự tin vững bước qua từng môn thi đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, việc ăn cơm ngay tại trường còn giúp các em không phải di chuyển nhiều, có thời gian nghỉ ngơi và tránh tiếp xúc bên ngoài, qua đó góp phần phòng chống dịch COVID-19. Đúng dịp các em thi đang vào mùa dịch, nên là chúng tôi cũng muốn là hỗ trợ các em cả bữa ăn, cả nước uống và cả sữa để hỗ trợ cho các em là khi ăn xong các em nghỉ ngơi tại trường luôn, tránh cái việc là di chuyển ra ngoài. Và khi các em ăn uống xong nghỉ ngơi tại trường thì chiều các em sẽ làm bài tốt hơn và cũng không tiếp xúc với người ngoài nữa, thì sẽ giảm bớt nhất cái việc mà tiếp xúc với người ngoài để cái việc phòng chống dịch được tốt nhất. Và được động viên như thế thì chiều các em sẽ làm bài tốt hơn. Mong muốn là các em sẽ làm bài thật tốt để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp. Hình ảnh những tình nguyện viên trong mỗi kỳ thi luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng thí sinh và phụ huynh. Họ đã và đang góp phần tô thắm, lan tỏa sự nhiệt huyết tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.